4 năm qua, đôi tay của anh Hoàng đã quen với bột gạo. Cứ thế những hình thù ngộ nghĩnh hiện ra trong sự chờ đợi và ngỡ ngàng của những đứa trẻ. Anh Hoàng đến với nghề nặng tò he từ đam mê. Và khi đã đam mê tò he, thì ngày nào không nặng tò he, thì ngày ấy cảm thấy trống trải. Ngày nay cái là mình thích làm còn gì mình làm, như mình bán cái chỉ nhỏ nó vui. Nó vui thì mình mua nhiều lúc, nó thích là nó không có tiền là mình tặng nó luôn. Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, bây giờ hiếm hoi lắm mới tìm thấy một người biết nặng tò he. Và anh Hoàng là một trong số những người hiếm hoi đó. Đồ nghề chỉ đơn giản là thế này, bày ra ở một góc nhỏ trong chợ. Vài phút sau, trẻ con, người lớn lại tìm đến. Những con vật như đến từ thế giới cổ tích hoặc đôi khi như bước ra từ truyện tranh. Trẻ con ưa thích từ sắc màu rực rỡ, từ hình dáng ngộ nghĩnh. Người lớn ưa thích khi đó là phần ký ức trong trẻo của ngày xưa. Tay người làm khéo với lại là nó đầy sắc màu. Tuổi thơ mình cũng hay chơi với cái này nè, giờ mình muốn con mình cũng chơi y chang như vậy nè. Cho nên mình mới quan tâm đến con tài he thế này. Cũng vì thế mà những người như anh Hoàng, từ chỗ chỉ là đam mê tò he, giờ thật sự nặng lòng với nghề. Mình làm đó, mình cho chứ nhỏ nó chơi, để mình giữ được cái trò chơi dân gian này ở lâu dài hơn. Đã có những lúc tưởng như tò he không còn đất sống, đã có những lúc tưởng như chẳng còn ai mặn mà với tò he. Nhưng ở đây, len lỏi giữa những con phố trên vùng đất Nam Trung Bộ, tò he vẫn hiện diện. Người nặng tò he thỏa sức với niềm đam mê, và những đứa trẻ thì vẫn cứ háo hức đến với tò he. Sức hút của tò he vẫn là sức hút vượt thời gian.